Cũng may á là tôi kịp lánh mặt, nếu không chắc lộ chuyện rồi. Còn nói nữa, cô lánh mặt không nói cho tôi biết, làm tôi cứ lộn tới lộn lui trong đó. Tôi gọi kịp mới được chứ. Nè, tôi trốn đằng sau bức màn đó xém chút đã bị ngộp thở rồi. Anh đó cứ nói quyên thuyên với họ không dứt à. Đúng là không nhất nghe. Lát nữa về đây họ lại bám theo tôi, cắn hoài không nhả. Tôi không cần biết nhiều, dù có quỳ miễn chai anh cũng không được nhận đó. Bữa sáng này cũng rẻ thiệt. Sao anh? Người gặp chuyện vui, tâm hồn sảng khoái phải không? Con giỏi lắm, gây ra một vụ động trời làm như là bí mật lắm vậy. Phải rồi. Gì chứ, cửa sổ nhà tôi ở hướng nam chứ đâu phải ở hướng đông đâu. Để anh đừng giả bộ được. Tôi nghĩ chắc là gạo đã thành cơm rồi. Đặt cọc chưa? Đám người này miệng cũng thúi thiệt đó. Đặt cọc hết trơn rồi, mấy người không biết tôi. Sao cổ lỗ quá vậy? Bây giờ là thời buổi gì? Người như tôi mà đặt cọc, bộ đi mua sắm hay sao? Hiện đại đi, anh đã đi coi nhà rồi mà. Phải đó. Hôn rồi hả? Có phải ngọt không? Mấy người cũng biết chuyện ngọt hay sao? Mình cứ tưởng đâu mình diễn xuất giỏi, không có sơ hở gì chứ. Này mấy người nói gì thì nói, nếu muốn vô khống thôi thì vô khống xem và cô tiên đi hả? Cái gì chứ, con nói mấy chuyện đó để làm gì? Phải cả rồi. Hai người, nam thì chưa cưới, nữ thì chưa chồng, vậy đó, cũng bình thường thôi mà. Phải đó. Gì đó, tuy cổ là luật sư và cũng tài giỏi, quen với cổ chẳng có áp lực gì, nhưng mà anh không nên mặc cảm, bởi vì tất cả tụi tôi đều ủng hộ anh. Đúng rồi, rồi có thì anh nhận đại đi, tụi tôi không hề chế giễu hai người hơn. Nè, nếu tôi nói ra hậu quả này rất là nghiêm trọng, có thể mấy người cũng không chịu nổi đâu. Sự thật này hả? Dư Lạc Tiên, anh ráng lên đi. Tôi biết mà tòa nhà chết tôm nó có nhiều người ra vào sẽ làm cho hai người bất tiện. Vậy cũng phải, hơn nữa có núi đá cổ lỗ đó làm cản đường cản lối. Núi đá cổ lỗ mau mau của chị hả? Dĩ nhiên không phải rồi, mau mau của tôi dễ dãi lắm là Tiểu Tuệ đó. Thôi hả? Vậy cũng phải ha, con người của cô mau nhỏ mọn lắm đó. Phải có rồi. Thể anh và Michelle quen nhau chắc chắn sẽ ganh tị đến chết. Đúng luôn. Đúng rồi. Dĩ nhiên rồi, tôi và Michelle đã làm cho cổ gai mắt luôn á. Không phải nói gì mình. Cũng may á. Nè anh Lạc, anh cũng quý thiệt nha. Chỗ này phải nói là hoang sơ heo hút, sợ gì có người biết mình ngồi nướng ở đây chứ. Nhỏ tiếng chút đi, ở đây ghê lắm, tưởng đâu không có ai. Tự nhiên xuất hiện một đám người lại là người mình quen đó. Thôi đi. Hả? Tắt bớt một ngọn đèn đi. Nhưng mà đành rằng cũng lý thú lắm. Chỉ có điều thời tiết tháng 7 này ngồi đây nướng cũng nóng thiệt nha. Này lúc nãy có cái cánh gà nướng xong rồi mà lấy ăn thử. Anh cầm giùm đi. Nè, thử đi. Ủa sao mùi khét dữ vậy hả? Chẳng phải anh thích ăn khét hay sao? Thì bởi cô nhìn cặp xúc xích của tôi là biết rồi. Để tôi đút cho. Ngon không? Chà, ngọt cũng ngọt. Vậy hả? Mà thôi, còn vậy cũng còn sáng. Hả? Đây. Đỡ rồi phải không? Này hình như miếng thịt được rồi đó. Trời ơi còn nóng hổi làm sao ăn. Còn nóng lắm. Cho nên hay là tôi làm ly chè cho cô ăn nghe. Chè hả? Không phải là chè nào tôi cũng thích ăn đâu à. Nếu là đậu đỏ với hạt sen thì sao? Sao anh biết tôi thích ăn vậy? Ngọt liệm lắm phải không? Nhưng mà tôi muốn có thêm trần bì ngàn năm. Ngàn năm thì không, còn trăm năm thì có một gói. Anh ghê thiệt đó nha. Được rồi. À không, hình như thang này hơi bị đỏ. Anh tính sao? Tắt bớt nữa. Nè, có nguy hiểm hay không? Được rồi. Hả? Có nổ không đó? Lát nữa tôi sẽ làm ngọn đèn đó tắt luôn á. Sao tắt được đi? Bảo đảm an toàn. Ủa, về rồi hả? Bạn xít à? Lại đây ngồi ăn luôn đi con. Tới đây. Đây ăn đi. Con no rồi ba, con không ăn đâu. Món của tôi đã hầm lâu lắm rồi, mà ăn nóng đi, ăn đi đi. Ngon lắm đó. Ủa, ăn sao đi. Hôm nay con về khuya vậy? Con phải ở lại công ty để làm việc đó mà. Mới 5 giờ con đã về rồi mà. Tôi có hẹn với khách đi ăn cơm, sau đó về công ty làm tiếp, chị không biết thôi chị Tiên. Chà, thơm thiệt đó nghe. Anh Thiên. Qua đây ăn nè. Qua đây. Con ngồi đây. Con cũng no quá trời. Món ruột của cô đó, ăn đi ăn đi. Anh bưng lên đi. Chà, hình như cũng cay lắm đó ha. Chà, mới ngửi đã muốn hắt hơi rồi, thiệt tình. Thử múc muỗng đi, ngon dữ lắm. Chuyện gì vậy? Nổi hột nước. Hả? Sao hai người này cùng bị nổi hột nước kỳ vậy ta? Bị hột nước hả? Một là thiếu vitamin, còn không thì ăn nhiều đồ nóng. Lúc nãy hai đứa có ăn lẩu cay, món chiên xào hay là món nướng gì không? Không. Trời ơi, cùng bị truyền nhiễm rồi. Điên. Ha. Chị khùng quá đi à, tôi làm sao mà truyền nhiễm hắn được chứ thiệt tình. Đúng rồi,
Nếu có là cổ truyền cho con á, chứ không có chuyện cùng bị mấy chuyện hụt nước. Độc lắm á, chỉ có cổ bị thôi. Độc hoa độc nhất là anh á, vô độc bất trượng phu, chính là loại này nè. Tôi độc đâu bằng cô, tôi ở cách xa phòng cô cũng có thể lây nhiễm cho tôi. Không biết hụt nước của cô là gì. Mỗi người nhịn một câu thôi. Không thích hả? Không thích thì dọn đi đi hả? Xéo giùm đi. Dọn đi đâu? Dọn qua Mỹ. Vậy là chết rồi phải không? Người gì độc ác quá vậy? Chết rồi. Cô sát trùng căn phòng cô đi hả? Cô nương. Sao hả? Còn đau lắm không? Đương nhiên là đau rồi. Bên phải trên này bị một hột nè, chính giữa cũng bị một hột nữa nè. Còn tôi ở trên giữa dưới đều bị tới ba hột luôn. Bên trái của tôi cũng bị một hột, lúc nãy đã bị tôi cắn bể đó. Ôi trời, ôi trời, mới nghe cũng thấy đau. Đau lắm ạ. À. Huynh đừng có cử động nữa, con rắn này có độc đó. Nếu Huynh cử động chất độc sẽ lan ra khắp người. Huynh không sao đâu. Để muội hút chất độc ra nha. Nè, hút độc. Ghét quá đi à, mất vệ sinh lắm. Thiệt tình gớm. Sư muội còn hút, cô không chịu hút. Không phải đâu, tôi có loại kem này nè, có thể sức lên tốt lắm. Nè, ở đâu vậy? Ở trên đó. Sao vậy? Hả? Hình như cũng hết nha, lẹ thiệt. Phải đó, nè, hộp thứ hai đâu? Không được, tôi thấy sợ. Đừng có sợ mà. Sợ lắm. Đừng có sợ, nè, ngoan đi, đừng sợ. Cái này nè, đúng là ôn dịch mà. Tôi nói cho anh biết nha, tôi ghét nhất là người ta coi cá ngựa. Lúc nào anh cũng đòi giành với tôi. Bà cụ non này có phải phiền tôi làm giàu không vậy? Nếu không thể trúng 3T, có phải cô sẽ đền số tiền đó không? Nhìn mặt của anh làm sao giàu nổi hả? Trúng 3T, anh trúng gió thì có. Dựa vào câu nói của cô, tôi quyết định cứ cách đêm ăn cắp tiền của cô. Anh làm thử coi. Hôm nay thứ năm mà có đưa ngựa hả? Vậy thì càng tệ nha hả? Vậy mà anh cũng đòi giành coi tivi với tôi. Có đua ngựa tôi mới giành với cô. Vậy làm sao giành với cô? Dù không có tôi cũng giành với cô đó. Được, vậy thì đường ai nấy đi. Có gì đâu, coi như hết. Thì đừng coi. Tôi tưởng tôi thèm lắm hả? Tôi quyết định không cho cô coi anh luôn. Đúng là đê tiện. Tôi là vậy đó. Cô thử phiền tôi làm giàu đi. Có ưa gì đâu. Sao hả, có lừa được cổ không? Mình đâu có tệ vậy. Còn mấy đâu, chuyện nào vậy? Tăng ca dài dài. Tiếp tục đi. Lúc nãy á, sức tới hộp thứ hai hả? Anh đừng có la lên nha. Được không vậy? Hả? Được, ok, còn hộp cuối cùng. Ai vậy? Thằng Men. Trời ơi. Thôi đi không kịp đâu. Tính sao đi? Trời ơi, trong này nó dữ lắm. Nè. Ủa anh Thiên, anh chưa ngủ hả? Hả? Sao tối nay về sớm vậy? Phải đó. Ông Tổng nói là Khoan đăng bài phỏng vấn đó cho nên tôi về ngủ sớm. Trời, ông Tổng tốt thiệt ha, cho về ngủ sớm. Đi tắm nè. Chú điên hả? Không tắm ngoài kia. Ngoài kia mà. Đi tắm thì cũng phải lấy đồ thay chứ. Nè, chú coi tờ này đi, quá đáng lắm đó. Hôm nay tôi mới nhận được, chú nhìn kỹ. Gì? Chú nhìn kỹ coi là cái gì. Mà cái gì? Tôi đã coi từ lâu rồi. Cái gì vậy? Thì ra họ nói chú rất quá đáng sau khi tôi đọc xong phải không? Cái gì? Sau khi đọc xong tôi cũng chẳng biết nó là cái gì á. Thiệt tình chú coi giùm tôi. Là tờ chi tiêu của tôi. Ê. Sao? Comment có biết chứ? Không có sơ hở. Thiết kem đâu rồi? Nè. Tiếp tục đại hội hút hút đó. Anh đừng có làm mạnh tay quá mà. Nếu không hút, nhìn mặt cô tôi sẽ không chịu nổi. Ê khoan đã, có người nhìn đó. Trời ơi Tiểu Cường, giờ phút này là của chủ nhân, mày cũng rình cái gì? Điên quá à. Anh là anh của nó mà. Bây giờ tôi đâu có ở không dạy dỗ nó. Tự đi chơi đi. Tôi thích cô la lên lắm. Ghét quá đi à. Ai đó? Hey sis. Là ba phải không? Ba chờ con chút nha. Chờ chút nha. Tới liền. Tới liền. Lẹ đi con. Sao hả, có chuyện gì? Bụng của ba nó đau sao đâu mà sáng giờ. Trời ơi, thuốc hết trơn. Con thấy ở trong toilet đó. Dạ. Toilet hả? Dạ phải. Để thuốc trong toilet sao? Dạ phải đó. Thì nhiều khi đang đi toilet thì lình bị đau cho nên để ở đó nó tiện hơn. Nè ba vô trọng lấy đi. Nè, mau ăn đi, còn nóng đó. Ê trời, mục nước của hai người hết rồi hả? Sao ăn nhanh vậy? Lặn hết trơn rồi.
hôm nay món trứng này đủ lửa lắm. Vậy à? Ồ, làm sao khỏi nhanh vậy? Lại cùng khỏi nữa hả? Tối hôm qua đó, món ăn của chị Tiên chắc là cay quá, đau một cái vậy là hết, hết ngay lập tức à ha. Lấy độc trị độc đúng là y như là tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình. Bộ món đó có thể trị mụn nước sao? Chà, lợi hại thiệt nha. Nếu đúng vậy, mai mốt tôi có bị mụn nước à, tôi sẽ kêu cô Tiên làm món đó cho tôi ăn liền vậy à. Tới giờ rồi, đi làm thôi, bye bye. Bye bye. Anh Thiên, ngày thường giờ về này anh đã ba chân bốn cẳng chạy mất rồi mà. Sao hôm nay anh có vẻ như vô tư vậy? Cậu phải lái xe, còn tôi thì đón xe dù cái là tới nơi rồi cần gì hối hả? Nè, cũng không thể nói vậy. Quá gian xe đỡ tốn nhiều lắm à. Quá gian xe lỡ bị đội cháu săn bám theo tính sao đây? Nè, thành thật nói chứ, tuy mặt anh có vài nét giống như là Quỳnh Tử Hoa, nhưng mà người ta có chiều sâu hơn anh rất là nhiều. Người ta tận tình á, chứ không phải quen bạn như anh. Thì đó, anh sợ người ta nói anh là chú yêu đương. Nè nè, ai cũng biết là anh không có mà. Nè, nói nhiều đó thôi, tới giờ phải đi, tôi đi làm nha. Bye bye. Anh Lạc. Sao hả, có đẹp không? Đẹp, đẹp quá trời luôn. Thầy nhiếp ảnh của chúng tôi đã chuẩn bị xong, thưa ông Dư bà Dư. Chúng tôi chưa chính thức đám cưới. Xin lỗi nha. Nhưng không sao, cũng sắp rồi. Chừng nào? Sao hả, anh không muốn đám cưới à? Đồ có, tức là... Thật ra đám cưới hay không em cũng không quan trọng. Nhưng vì con của chúng mình nên danh chính ngôn thuận hay hơn. Tức là mình chỉ choàng vai thôi mà. Em muốn mai mốt á, tốt nhất là sinh một trai một gái tạo thành chữ hảo. Anh nghĩ đặt tên chúng là gì hay hơn? Sinh trai trước hay là gái trước? Đặt tên là gì đây ta? Trời ơi, sao kỳ quá vậy, nãy giờ thần Thiên cũng chưa tới nữa. Thì đó, người ta quen nhau tới đây gặp mặt coi như là cũng tốt lắm rồi. Phải đó, nếu là tôi á, tôi đã tìm chỗ trốn để tìm thế giới riêng tư. Cô thì dĩ nhiên rồi. Tới rồi. Ủa, tới rồi hả? Người đi. Nè, hai đứa đi đâu vậy hả? Chụp hình thôi mà. Nè, coi đi có đẹp không? Yeah, đẹp quá. Đám cưới vậy? Đám cưới cũng sắp rồi. Dạ, vậy thì hay quá. Dễ thương quá trời. Nè, đã chọn được ngày tốt chưa hả? Dưới tranh thủ đặt bàn luôn nghe chưa? Tùy anh Lạc thôi. Nhờ nó thì có ích gì, nó không biết gì đâu. Họ Dư chỉ có mình nó là trai, gió nào cũng phải làm lớn cái cơ. Phải rồi. Đó, trước tiên là phải đẩy mấy trăm bàn, qua hôm sau lập tức bay đi tuần trăng mật là hay. Trời ơi, hoài. Này Dư Lạc Thiên, chúc anh răng lòng đầu bạc, tôi uống trước kính sau. Hay lắm. Trăm năm hạnh phúc. Năm đời đồng đường. Trời ơi. À, 3 năm ẩm cháu. Trời ơi. Có phải cùng, vậy? Cùng hỷ phát tài. Mọi người đều có tiền. Được. Long mã tinh thần, sức khỏe dồi dào. Alleluia. Amen. Xỉu. Lấy khăn ghi hành đi. Lấy khăn ghi bao lên. Uống mới lên là xỉn hả? Trời, cũng may không phải động phòng đó nha. Ừ, điên thiệt á, dù sai cũng có thể động phòng. Xưa nay thiếu gì người nhậu sai lú lẫn chứ. Nè, cô thả anh xuống salon trước đi. Không cần đâu, vô phòng tôi cũng được. Hả? Vô phòng cô hả? Michelle à, cô không sợ hắn ói đầy trên giường của cô sao? Được rồi, tôi sẽ lo cho ảnh, yên tâm đi. Hả? Ngủ ngon nha. Ngủ ngon. Chết rồi Tiểu Cường à, lần này á anh của mày thua chắc rồi. Không lẽ ba mươi mấy năm đạo hạnh thua một phút, tất cả cũng tại mày hết á. Quan hệ vụng trộm với Tiểu Linh cái gì chứ cứ lén lén lút lút như vậy. Mày nên nhớ, trên đời này có bao nhiêu cuộc tình vụng trộm chính vì như vậy mà tan rã. Xin lỗi, vô lộn phòng của em. Đây là phòng của anh mà. Đó, đây là phòng của em. Thôi đi, đến về phòng của chú Men. Tối nay anh ở lại với em nha. Chết rồi. Thật ra nghĩ kỹ lại, mình cũng là kẻ thứ ba. Nếu có cãi nhau cũng không lớn bằng cô Michelle đâu. Vậy mình là vợ bé rồi.
trời, tới lúc đó mình tính làm sao đây? Thôi đi, thiệt tình anh vẫn chưa chuẩn bị mà. Thiệt tình anh, em muốn trả ơn anh. Anh cho em học bấy lâu cũng chỉ vì bấy nhiêu thôi mà. Phải, nhưng mà không, không phải như vậy. Anh không muốn sao? Muốn, nhưng mà vậy tức là không. Không sao đâu mà. Thật ra Tiểu Cường à, tao không nên mất niềm tin ở anh của mày. Hắn đã tìm được một người vợ đẹp, vừa đẹp vừa giỏi, cao sang quý phái như Mao Tiểu Tuệ đây, phải không? Phước đức ba đời của hắn rồi, mình không nên mất niềm tin ở chính mình. Hắn làm sao mà yêu cô Michelle đó được chứ? Tự mình hù dọa mình thôi. Đi ngủ, đừng suy nghĩ nữa. Nhưng mà không hẳn đâu nha. Mấy chuyện đàn ông á, cả cục thịt nạc dâng hiến tới miệng luôn, lý nào hắn không thèm chứ? Chết rồi, lỡ như hắn bắt cá hai tay vậy thì mình đâu có còn chỗ đứng gì nữa. Tối nay chúng ta đừng xa. Đâu có xa đâu, ở phòng kế bên đâu có xa đâu, phải không? Sợ gì chứ, mình sắp đám cưới rồi. Mới chụp hình đám cưới thôi mà. Em không có ngại đâu, anh sợ cái gì? Không phải đâu, thiệt tình là không hay cho lắm đâu. Sợ gì chứ? À, Dương Lạc Tiên, anh giỏi thiệt nha. Anh bắt cá hai tay hả? Anh muốn cái gì đây, bắt tôi làm vợ bé hả? Anh nói chỉ yêu một mình tôi thôi, anh gạt tôi. Anh đáng ghét lắm, Dương Lạc Tiên, anh giỏi thiệt nha. Cha 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 cha. Đi trước mấy người có âm mưu mà. Cô thấy cô phải lục tục. Trước khi luật sư của tôi chưa xuất hiện ở đây, tôi sẽ không trả lời bất cứ một điều gì. Trời ơi, quan trọng dễ sợ kìa. Cho anh uống sai bí tỷ rồi anh sẽ khai hết liền hả? Đó. Sai bí tỷ hay gem hả? Một mình tôi chấp hết tất cả mọi người để coi ai sai trước. Ô, sợ anh sao? Ô, cả ly, cả ly. Chúc mừng cô nha cô Ma. Cô quỷ thiệt đó nha, sập sấm chiếu chỉ còn chờ con nhất sách. Ồ, sao mới báo cho tôi biết có phải không? Tôi chỉ bắt chước chị thôi chị Tiên à. Hôm đó chị với ba tôi không nói không rằng cũng làm cho tôi hoảng sợ gì. À, có phải đây là di truyền không vậy? Đã biết à, núi có hổ, cậu cũng đi vô đó. Tôi bái phục cậu à. Bởi vì con gái tôi nổi tiếng là khó chịu, kẻ làm cha này cũng phải sợ nữa luôn. Tôi thân nha. Ba của người ta, có nghĩa bác cũng biết thế nào gọi là nước mắt người tình từ tây thi. Dì Út cũng đâu phải ngoại lệ. Có những chuyện gọi là đầu heo thúi cũng có một tắc nghẹt mũi chết rồi. Xin lỗi. Ê, không có, không có đâu. Nè. Ông uống vài ba ly nghĩ sao thì nói như vậy. Tóm lại sao cũng được, từ nay công ty của mình sẽ được sống yên thân. Công lao của anh là có thể nói là sánh với cách mạng Tân Hợi đẩy lùi bản thân. Phải nói là anh hùng của nhân dân, là liệt sĩ cách mạng. Nhận được giải thưởng hòa bình. Có câu à, cây khô à khó sống, một người thì khó nên. Ê, bây giờ con tôi đã âm dương hòa hợp. Ê, từ nay tôi đã được yên thân rồi. Tóm lại tôi vì mọi người hả? Mấy chuyện ở đời thì mọi người vì tôi. Phật tổ đã xả thân làm mồi cho chim rồi. Dư Lạc Thiên này vì muốn anh em tốt, Hồng Kông tốt, Trung Hoa tốt, Trung Quốc tốt. Xả thân vì nghĩa, hiến thân vì con bác thì đáng sao. Hay lắm. Rồi cạn ly luôn. Hay. Rồi. Hey, lời nói của anh làm cho tôi cảm động quá nè. Tôi quyết định hôm nay gọi là ngày kỷ niệm Dư Lạc Thiên xả thân vì nghĩa. Quán bar của tôi đãi nước miễn phí. Nhưng mà nói gì nói nghe, bây giờ một chân của tôi đã bước vào địa ngục rồi. Mọi người cũng biết con của bác là ai. Từ nay hết may mắn rồi. Nếu là anh em thì tối nay cùng tôi đưa ra chiến thuật cuối cùng đi. Chúng ta sẽ cùng đi khắp 19 khu. Một chạy chạy tới đuôi, hai chạy lấy lông ăn đồ bạc, ba chạy con cháu đi đàn. Trời ơi, ghét quá đi à, mấy người đừng có phá tóc của tôi nữa mà. Cái gì chứ, bây giờ tôi đang luyện tập chải tóc giùm cho cô, không chừng nay mai cô sẽ trở thành đứa cháu gái của tôi thì sao chứ. Người ta đâu có nói chắc chắn sẽ lấy hắn đâu nè. Nè, bây giờ còn một con phải chờ tới cùng. Nhà trước đánh ra mà cô không chịu ù, cô muốn mò kim đáy biển hả? Lỡ mó không được đền hết cô sẽ biết mùi nghe. Chị cười người ta hoài. Cười cái gì chứ? Nè, nói gì thì nói. Cô và cháu của tôi đã cái gì chưa? Cái gì chưa? Tôi cũng muốn hỏi chị lâu lắm rồi, chị với ba tôi đã cái gì chưa? Phải đó, cái gì
chứ gì, cái gì, cái gì. Dĩ nhiên là tôi chia cái gì với ba của cô rồi. Tại ba của cô, cái gì với tôi. Nè, nói cho cô biết nha, nếu cô và cháu tôi chưa có cái gì thì nguy hiểm lắm rồi. Nếu nói cái gì cô, coi như cũng chịu trách nhiệm với cô. Cái gì, lỡ như chưa có cái gì, hai người chẳng có gì đó sẽ bỏ cô ngay. À, chị Tiên à, chị đừng tới ngày kiếm chuyện hù cổ nữa mà. Hù cái gì chứ, thời buổi bây giờ khác rồi. Nếu cổ cần bỏ qua đám con gái bên ngoài như lăng như hổ tha nó đi thì sao đi. Biết trước á, mình sẽ không để anh Lạc ra ngoài thì đó. Làm gì có chứ, lâu lâu một ngày mà, tôi nghĩ không có sao đâu ha. Cô yên tâm đi, tôi đã phái tay trong đi điều tra lý lịch của nó giùm cho cô rồi. Đã hết, đã hết. Đã hết. Bây giờ là 11:38:25 nè. Chúng ta cũng cần phải một đêm xuân tiêu đáng ngàn vàng. Lên đường, lên đường. Khoan. Tôi muốn đi toilet chút. Phiền phức quá đi, thiệt tình lẻ lên đi. Lẻ lên. Bây giờ sắp đi phiền phức quá. Alo. Em yên tâm. Anh không để chúng làm bậy đâu. Mau mau nói có anh ở đó, cô khỏi phải lo. Ông nói chị cũng tin hay sao? Được từ. Alo, ba hả? À, ba nhớ nghe. Nè, chuyện đó bà khó nói lắm mà. Bà sao vậy? Đưa cho cậu Minh nghe đi. Điện của cậu. Ủa, con hả? Alo, tôi đây. Không, tôi đã nói hết rồi ha. Nhưng mà cậu hãy nhớ cứ vui chơi, đi chơi cho vui vẻ nha. Nhớ vui vẻ đó. Bye bye. Rồi xong rồi, xong rồi. Tôi đi xong rồi, tôi đi xong rồi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Rồi, uống hết cho này, uống hết cho này. Uống đi. Thôi nữa hả? Tôi đòi lại lần trước đó nha. Nè, đòi lại lần trước à. Nè, tóm lại được hay không cũng phải uống hết. Nè, nè, uống hết luôn đi. Lên đường, lên đường. Lạ ơi. Bây giờ tôi mới sực nhớ ra nhà tôi có chút chuyện, chắc tôi phải về trước quá. Tôi cũng vậy. Nhà cậu có chuyện, nhà cậu có chuyện. Bộ hai người ở trong một nhà sao hồi nào vậy? Sao tôi không biết? Xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Phiền phức quá đi, lần nào cũng vậy rút lui sớm. Không được, tôi sực nhớ ra hình như tôi xỉn rồi. Nè phải anh không vậy, có phải bây giờ anh làm giá tôi? Hả? Anh làm giá hả? Không phải, mới nhận được cú điện thoại truy hồn đoạt mệnh. Bởi vì con người có quyền cao nhất ở tòa nhà Chí Tôn mới ban bố một lệnh cấm đó. Mấy chuyện luật pháp này phải về nhà hỏi luật sư của tôi mới được. Phải. Đi về. Để ngồi đi. Được. Bộ về rồi sao? Sao sớm vậy? Đi xong rồi hả? Xong thì chưa xong, nhưng mà sợ có người bực dọc. Đó. Ba đã trả về chủ cũ, con kiểm lại đi. Nếu không sức mẻ gãy gọng gì làm ơn ký nhận giùm ba không? Nè, kiểm từ phần nào trước đi, ký nhận. Nè cô Mau, tôi cam đoan nha, cả đêm hôm nay ảnh không có làm những chuyện mà cô không thích ảnh làm. Đừng có nói nhiều, ba tìm Chu Công hả? Ấy da, tự nhiên thấy uể oải cả người. Tôi nghĩ chắc tôi sắp xỉu rồi. Tôi xỉu rồi không có nghe được gì nghe. Nè cũng như tối nay vậy, chắc phải có chút khen thưởng gì chưa? Thì ghét quá đi à. Hey, đàn bà con gái ăn cắp bia của người ta sao đốn mạc quá vậy? Nè, ai biểu anh lấy khoai tây của tôi ăn gì hả? Cô không uống bia của tôi đâu ăn khoai tây của cô. Cũng chính vì anh ăn khoai tây của tôi cho nên tôi mới uống lại bia của anh thôi. Nói cãi cái gì chứ. Nè, bây giờ không có cần đóng kịch nữa. Làm riết thành thói quen luôn, thình lình nghĩ không ra. Bây giờ cũng tốt thôi, khỏi phải lén lén lúc lúc. Michelle à, thật ra tức là tụi tôi không biết làm sao giải thích với cô, xin lỗi nha. Khờ quá à, mấy năm nay tôi đau đầu lắm, không biết phải trả ơn ảnh thế nào. Tôi cũng định dâng hiến tấm thân. Vậy thì không cần đâu, bây giờ cô giao chuyện này cho tôi là được rồi. Nhưng bây giờ tôi không còn cơ hội nữa, nhiệm vụ này giao cho cô đó cô Mau. Được rồi. Nè anh Lạc à, nhớ về tốt với cổ nha. Dĩ nhiên. Ngon nha. Người ta kêu anh tốt với em, vậy em đối với anh như thế nào? Anh tốt với em trước đi. Anh làm gì ở đây vậy? Mó bài xong rồi, dĩ nhiên phải vào chỗ. Vào chỗ cái gì? Không phải chứ, lúc nãy em nói anh tốt với em thì em sẽ tốt với anh. Phải đó. Vậy tức là song hảo. Dĩ nhiên là không được rồi. Không phải chứ, không lẽ em bắt anh ngủ chung với chú Men thì sao? Thì tóm lại anh ở căn nhà này em không cần biết anh ngủ ở đâu. Anh thích ngủ phòng khách cũng được mà. Làm sao được, chúng ta đi tới bước này ít ra em cũng phải cho anh thử cái bồn tắm. Chính vì đi tới bước này ai cũng biết bây giờ em và anh quen nhau, chúng ta cần phải đàng hoàng một chút, cũng như câu thiên hạ đàm tiếu đó. Thiên hạ đàm tiếu cái gì, ai vậy, cái tên y như là người Nhật. Nghe em nói đã, từ nay anh không được tùy tiện bước vào phòng của em. Anh mau ra ngoài đi.
em làm gì tàn nhẫn quá. Trời ơi, anh đừng có tối ngày làm như mình là tay ăn chơi vậy á. Bây giờ anh đã có bạn gái mà ngoan ngoãn đi, nghe em nói đi mà. Nhưng mà anh có nhu cầu. Ôi mà ngoan này, đi, này, dễ này. Thương lắm, thương anh Lạc lắm ha. Ngoan, ngủ ngon à. Làm gì vậy? Đứng yên ở đây, không cần làm việc hả? Hả? Việc dĩ nhiên phải làm thôi. Cô Mau à, hả? Hôm nay cô với anh Lạc xứng lắm. Có gì xứng chứ? Cảm giác đó, với lại bước đi cũng giống nhau. Với lại ánh mắt của hai người cũng đồng loạt lắm. Bộ cô không nghe nói thế nào gọi là linh dục nhất trí sao? Vậy thì không cần làm việc phải không hả? Bây giờ đang làm việc mà. Lẹ lên, Apple, rót ly cà phê cho tôi. Dạ. Lạc à, anh mau làm giùm tôi nha, gấp lắm đó. Sao mà kỳ vậy? Tôi chỉ có hai tay. À không, là một đôi ngón tay. Làm sao đánh nhiều như vậy? Tôi không cần biết nhiều, cố gắng đi. Cô Mau, cà phê. Cảm ơn. Anh Lạc, ly này của anh. Sao tôi cũng có vậy? Mỗi người một phần, photo 8 phần, ý không cần. Hai người đó một phần là được rồi, 7 phần, đỡ tốn. Nội dung cuộc họp, mỗi người một bản họp được rồi. Cô Tiên, không lẽ vậy cô cũng đếm thiếu sao? Chơi mặt trượt coi như cô ù cấy rồi. Nè, bây giờ cô bỏ sót hồi nào? Bản của con. Trời ơi, mấy chuyện nội dung chỉ dành cho những người không biết gì coi thôi. Con đã có chỗ dựa vững chắc rồi. Tối qua trước khi đi ngủ cô không nói cho nó biết tất cả nội dung hay sao? Cái gì chứ? Phải rồi, không lý nào ở gần miếu Thành Hoàng mà không xin cây sâm tốt. Nè, tôi xin nói trước nha. Lâu nay á, con người của tôi đâu đó rõ ràng, mọi người ai cũng biết mà. Phải. Hiện giờ công ty đang tiết kiệm bớt hao phí có phải không? Đành rằng sao thêm một bản cho thằng Thiên cũng được. Nhưng phí thì không nên, cũng như câu sương rơi lâu thấm đất đó. Sương rơi lâu thấm đất. Đừng có hát nữa, đọc trước đi. Đó, không nói gì hết, nhận sơ. Trả lại đi. Em đề phòng cũng vô ích thôi. Nhìn cái gì, không chừng họ đã lắp máy quay gì đó rình chúng ta rồi đó. Không phải chứ. Nè, đám người nhiều chuyện đó, chúng ta quang minh chính đại mà. Làm như vậy, thiệt tình, tức muốn chết được. Mục đích cuối cùng của kẻ nhiều chuyện là gì? Chẳng qua chỉ muốn trông thấy một đôi tình nhân quấn quýt bên nhau. Tiểu tuệ, dây dưa chi bằng dứt khoát. Anh đi chết đi, mau nghĩ coi có cách gì hay không. Gì chứ, chẳng qua họ muốn trông thấy anh cái gì thôi. Anh sẽ cái gì cho họ coi, họ sẽ... Cái gì? Tức là cái gì vậy hả? Cái gì? Làm cái gì? Tôi đang tìm hồ sơ năm 97. 97 đã qua lâu rồi, còn hồ sơ cái gì nữa? Nè cậu Minh, sao cậu còn ở đây vậy? Chẳng phải tôi đã kêu cậu đi gửi thơ sao? Đúng là vậy, nhưng bây giờ tôi phải lao kính nè. Lá thư đó khẩn cấp lắm. Nè Tiểu Tuệ, tôi đã kiểm tra hồ sơ họp hành rồi. Những bản chữ trước đây hoàn toàn không có sai đâu ha. Hồ sơ lúc trước chị kiểm để làm gì? Bộ chị rảnh lắm hả? Thằng Thiên kêu tôi nên tôi mới làm thư. À vậy à? À vậy Dư Lạc Thiên, anh lại bày trò gì nữa đây? Lúc nãy tôi chỉ luôn miệng nói ra họ đã chạy đi làm tội gì tôi không nói chứ. Luôn miệng nói không phải con là vị đại thần hay sao? Trời, không lẽ cô trông thấy con đi mua bảo hiểm à? Nè, có những chuyện đâu có cần trông thấy. Với quan hệ của con và Tiểu Tuệ ai cũng hiểu quá. Nếu cô hiểu rõ thì cô cho con mượn vài trăm ngàn mua đôi bông tai hột xoàn đeo chơi. Không lẽ cô không tin con? Tất cả mấy người anh Lạc luôn miệng nói ra thì mấy người tưởng thiệt sao? Thì đó, lớn hết trơn rồi, phải biết phân biệt thật giả chứ. Tôi là tôi, Tiểu Tuệ cô Mau là cô Mau à, đúng vậy. Bây giờ tôi xin nói trước nha, tôi là người có chuyên môn, làm việc luôn công tư phân minh. Dù tôi và Dư Lạc Thiên có quan hệ gì đi nữa hả, mấy người tuyệt đối không được nói lẫn lộn. Hơn nữa, mai mốt ai có sai phạm tôi cũng sẽ thẳng tay, có biết chưa? Làm việc đi, nếu không thì phải tăng ca. Lên, làm việc đi. Ôi cha, sao đông đủ quá vậy? 1:00 rồi, sao không đi ăn trưa? Ăn cái gì cũng vô vị thôi. Có chuyện gì không phải thì coi như phấn trên bảng xóa hết đi. Tối nay tôi mời mọi người đến Phúc Ký lấy vì cá xúc miệng chơi. Phúc Ký phải là tiệm bào ngư hết chỗ chi.
trời, bộ anh trúng độc đắc hả? Ăn sang một chút đâu nhất thiết phải trúng độc đắc, thì coi như là ăn mừng cho cô Mao và cậu Lạc vậy. Nè, tóm lại tối nay mỗi người 500, nếu hơn tôi bao hết, có gì đâu. Nè Suke, con nít không thể lừa dối được, anh đừng lừa tụi tôi nghe. Không có lừa, tóm lại tối nay Phúc Ký ha, bây giờ tôi tới đó đặt sẵn bàn. À, ok. Nè, tôi thì dùng giả tiểu nhân đo lòng tiểu nhân, bởi vì Suke ấy, hả, nói bao chót gì đó, tôi nghi ngờ chúng ta mỗi người góp xong 500, ổng sẽ kêu 4 món, 1 món 4 canh cho mấy người ăn rồi thôi đó. Không phải. Nè, suy đoán của anh Lạc cũng có thể lắm đó, có bao giờ thấy CK rộng rãi vậy đâu. Thì đó. Trời ơi, vậy mình thiệt thòi quá. Bình tĩnh mà có lợi thôi. Nè, nhưng lúc ổng chưa tới, mọi người muốn ăn món gì thì tiền trảm hậu tấu. Được. Có phải bào ngư vi cá ở đây nổi tiếng lắm á. Tôi thích ăn hoàng yến. Thôi thì gọi thêm món vi cá chắc cũng được. Vậy thì hay lắm đó các vị. Chúng tôi đang có một phần ăn bào ngư hoàng yến và vi cá rất hợp với các vị. Cứ quyết định vậy đi. Làm ơn. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Tôi làm việc á, mọi người cứ yên tâm đi. Phải. Cậu đã làm á thì tôi nhất định yên tâm. Ông trà. Dạ các vị, có dùng món tráng miệng gì không ạ? Từ đầu đã nói rồi anh. Là quan yến. Vậy thì mỗi người một phần đi, có gì đâu dạ. Mỗi người một phần ăn tới gỗ trà luôn á. Chỉ luôn miệng nói đại thôi CK à. Phải đó làm như thiệt gì? Dù sao cũng đông đủ ở đây rồi. Với lại mọi người cũng hùng tiền, mọi người có phần hùng mà. Vậy thì cần nhất là mọi người vui vẻ. Để tỏ rõ lòng thành, cá nhân tôi đưa tòa đưa tiền. Đưa tiền. Đưa tiền. Phải đưa tiền. Mỗi người 500 nha. Đây. Làm gì nóng lòng hùng tiền quá vậy, không biết. Mình là đồng nghiệp, tôi không tin tưởng mọi người. Có, tôi sợ lát nữa quá đơn gửi tới anh không chịu bao chót á rồi. Phải. Tôi nói ra có khi nào mà không giữ lời không? Nè, bây giờ tôi đi toilet một chút, luôn tiện là tôi sẽ tính tiền luôn. Cảm ơn. Đó, thôi mà. Cảm ơn. CK này sẽ dễ thương. Làm gì tự nhiên dễ dãi quá vậy? Anh đúng là đại tiểu nhân mà, không chừng người ta bị chứng nan y. Đó, nói chuyện xui xẻo nó rồi. Đó. Này, cái một ống tâm nó bị tôi nhai hết trơn rồi, sao CK vẫn chưa quay lại vậy ta? Trời ơi. Thì đó luôn. Có khi nào anh té xuống hầm cầu không? Mấy người cho người đi coi thử đi. Các vị, còn gọi gì nữa không ạ? Thôi đi, tôi để gửi quá đơn cho các vị. Chẳng phải lúc nãy lão già đó ra tính tiền rồi hay sao? Cô nói ông lúc nãy hả? Ông không có tính tiền, còn lấy thêm 5 chai rượu chát với lại 5 cái quan yến, nói là tính chung với quá đơn. Tất cả theo tôi. Theo. Ông trốn được ở đâu chứ? Mình tính tiền trước đi nè. Chị Tiên à, chị trả trước đi. Tại sao là tôi? Chị là thư ký của CK mà, đương nhiên là chị phải trả rồi. Lát nữa chị đòi lại ảnh. Phải đó. Bao nhiêu tiền? Dạ cảm ơn. Dạ cho xin 38.800. Mấy người mới ăn phần ăn từ thiện quảng cáo sao? Chết rồi cô Mao à. Cái gì? Mấy vị tính không có biết chạy nữa rồi. Hả? Tại sao vậy? Vì tính mà cũng có chứng đảng trí á, tôi già sao? Phải chứ. Có phải cô lạm dụng không? Cái máy của cô tối ngày cứ cho lên mạng nhiều thứ lắm đó. Tôi nghi ngờ đã bị người ta cậy mấy vi tính ra ăn cắp RAM ở trong đó. RAM mà cũng có người ăn cắp hay sao? Trời ơi, cà phê, trà sữa trong đó chả còn gì hết, bị người ta lấy hết trơn rồi. Mấy pha trà và lò vi ba cũng mất luôn. Còn nữa nha, giấy phô tô giống mực mất luôn. Cũng mất luôn, chỉ còn lại sợi dây thôi. Nè, cho mấy người ai lấy quyển sổ tay của tôi. Chết rồi, hũ đồng xu có ai thấy không, hũ đồng xu của tôi. Cô có nhiều đồng xu lắm hả? 100 mấy 200 cái lận đó. 200 cái đồng xu. Phải rồi. Vậy thì ảnh hưởng tỷ giá của Hồng Kông. Thì đó. Khoan đã. Không lẽ con trộm sao? Trộm vậy? Nhưng mà không phải đâu. Cách kính cửa này đâu có ai cậy ra được. Không phải đâu. Vậy tức là có nội gián rồi. Nội gián hả? Bây giờ ai vắng mặt ở đây nè? CK. Không được, anh là chủ, lý nọ cấp đồ của chúng mình nè. Mau nhắn ảnh hỏi coi. Lẹ lên. Không cần hỏi ổng. Alice Bao, anh tới đây làm gì? Tôi tới đây để báo với mọi người, CK đã bỏ trốn. Mọi người không tìm được ổng đâu. Hả? Bỏ trốn rồi. Tôi đã thay mặt chủ nợ của CK tiếp thu tài sản do ổng đứng tên. Dĩ nhiên phải tính cả văn phòng luật CK. Anh nói thì tụi tôi phải tin hay sao? Chúng tôi đã hỏi thăm công ty hàng không, tối qua ổng đã lên máy bay bỏ trốn.